Đây rồi các bạn ơi, kèo này căng rồi. Đây rồi, đây rồi. Vâng, và chào mừng tất cả các bạn đến với kèo thi đấu cực căng cái buổi tối ngày hôm nay. Đây là ngày thi đấu gọi là luyện tay cho các tuyển thủ thôi. Hôm nay chỉ là gọi là ngày coi như là các bạn training thôi. Đấy. Cho cháu xin training thôi. Cô kết bạn được chú mong trận sau DC bắn cháu cảm ơn 2 tỷ 175 triệu 564. Nếu còn cơ hội thì chú cho Võ Đạt vào. Còn không thì Võ Đạt sẽ chơi kiểu solo giao lưu. Ok các bạn, chúng ta đến với kèo thi đấu bên này là vị trí Kaylee. Vị trí của Pan Limited đến từ quân đoàn Limited. Vị trí của Tuấn Anh đến từ quân đoàn BQ YouTuber ngày trước. Còn bây giờ thì không quân nào tôi không biết. Bên này là BQ Hữu Lộc. Còn hai chàng, ba người chơi này cũng đều là xuất thân đến từ quân đoàn BQ và Limited ở bên phía Lê Bình. Đây sẽ là một kèo giao lưu. Mặc dù đây là một kèo thi đấu với những đội hình rất mạnh, và tôi cũng mong muốn rằng đội hình của Sina đừng có tung hết chiến thuật ra. Còn Tuấn Anh ngu VL đã phải nằm xuống, Sina đã bị bắn đốc rồi. Một kèo thi đấu rất căng đấy các bạn. Kèo này cực căng nha, round lục bảng, round thi đấu đầu tiên. Quinta đã bị nốc, ở bên kia còn 3 người và trong này chỉ còn lại một mình những KPC mà thôi. Còn đầu bên kia căng nha, bắn cho cẩn thận nha. Cứ bình tĩnh đi em ơi. Vâng, đây cũng là sẽ là một kèo thi đấu khá khó. Kèo thi đấu khá khó dành cho bên phía đội hình của Sina. Xem rằng là có nên là tung hết chiến thuật và khả năng thi đấu ra không, hay là cứ thi đấu bình thường thôi. Nếu thi đấu bình thường mà trận thi đấu này mà để một kèo thi đấu thua thì cũng sẽ là một kèo thi đấu khá là tâm lý. Đấy, trong khi đó thì ngày hôm trước thì đội hình Lê Bình đã thi đấu bằng 100% khả năng công lực của mình. Tôi đảm bảo rằng đội hình Lê Bình ngày hôm trước là phô diễn toàn bộ kỹ năng rồi. Kỹ năng thi đấu cực kỳ gắt các bạn. Và các bạn khán giả hãy dự đoán tỷ số trận thi đấu này. Trận thi đấu này là 7 round, 13 trận. Thì các bạn hãy đoán các đội tuyển nào thắng. Bạn khán giả may mắn nhất sẽ nhận cho mình phần quà trị giá 111 kim cương. Tỷ số hiện tại đang là 0-1, cảm ơn bạn nhá. Trận sau thì chưa, cháu ơi, trận sau đang có team rồi. Vâng, tỷ số đang là 0-1 dành cho bên phía đội hình bên kia. Và một kèo thi đấu căng sẽ khiến cho đội hình của Sina sẽ được mài giũa nhiều hơn. Còn đây là một kèo thi đấu bên phía bên kia toàn những thành viên cực kỳ gắt thôi. Đặc biệt là Tuấn Anh cũng chơi trong giải One Shot rất nhiều rồi. Bây giờ sẽ là một bài dồn. Rồi, Ken BC đã bị bắn nốc ở đây rồi. Một bài thi đấu khá căng. Vâng, Hữu Lộc đang từ bên trên bắn xuống. Sina còn lại cho mình là 1/3 lượng máu. Hữu Lộc đẩy vào Sina bị bắn nốc. TMQ đang cố chống trả. Quỳnh Ta cũng nốc luôn. Đội hình kia cực kỳ gắt các bạn. Ra kèo được rồi. Đang cố đục kèo. Vâng, 2-0 dành cho bên phía đội hình của Tuấn Anh. Căng nha. Vâng, bên phía đội hình Tuấn Anh bắn kinh đấy. Kinh đấy. Bên phía đội hình của Tuấn Anh đang cho thấy khả năng thi đấu rất gắt của mình. Tỷ số hiện tại bây giờ đang là 2-0 rồi. Đây là một kèo thi đấu rất khó xử dành cho bên phía người đội trưởng Sina. Xem rằng là có nên bắn hết với khả năng thi đấu của mình hay không, hay là cứ bắn theo kiểu đó là giữ bài và luyện team mà thôi. Tại vì hiện tại bây giờ nếu mà bung hết sức lực ra chỉ để chống một kèo thi đấu như thế này thì sẽ là một điều khá đáng tiếc. Thua trong kèo thi đấu này anh nghĩ là cũng không sao đâu. Em cứ chiến thoải mái đi, bình thường thôi. Ít nhất phải giữ lại cho mình 20-30% cái chiến thuật của đội hình. 0-2 rồi. Hay. Vâng, Phan đã phải nằm xuống, một pha xử lý tốt của Ken PC. TMQ đang đứng tiền phòng. Vâng, TMQ và Hữu Lộc tiền phòng. Vị trí của Tuấn Anh đang móc máy vào trong khu vực nhà. Quỳnh Tà đang sang để cover. Một kèo thi đấu rất khét các bạn. Vâng, nóc vị trí của TMQ bị bắt lẻ lại rồi. Vâng, đẩy ra lẻ đến đâu như Sina. Một pha kèo tròn là chính Quỳnh Tà cũng đã bị bóc. Vâng, Quỳnh Tà không đẩy vào được. Sina đang yếu máu, không có góc để ra đến từ vị trí của anh chàng Ken PC. Một pha cover tốt, Tuấn Anh cũng đã phải nằm xuống. Hữu Lộc bắn nốc Quỳnh Tà rồi. Vị trí của Kaylee đang đối đầu với anh chàng Ken PC. 3-0. Mình kia bắn gắt quá nhở. 0-3 rồi các bạn. Càng đấy các bạn. Vâng, đội bên phía đội hình của bên phía đội hình bên kia cực kỳ gắt các bạn. Một team bắn bình thường thôi. Nhưng hiện tại bây giờ đang có một kèo hiểu. Ôi, bị lỗi băng đạn đấy các bạn. Các bạn nhìn thấy băng đạn không ạ? Gì băng đạn gì dài mét như này. Băng đạn gì mà dài như thế này thì bắn bao giờ nó hết đạn. Và ngay tức là có giao tranh tầm xa. Nhưng bài này thì với những tuyển thủ chuyên nghiệp thì quá quen rồi. Ra kèo rất nhanh đến từ đội hình của Quỳnh Tạ và Sina. Bắn tốt đến từ Ken PC. Còn Sina đang đối đầu với Kaylee. Sina còn một nửa máu thôi. Quỳnh Tạ đang đứng để cover. Và
Sina bị bắn nóc rồi, một pha rũi vào rất căng bên này thì Ken PC và Trà Đào bắn nóc một người. Quỳnh Tà cần về với đồng đội của mình là sẽ là 3v3. Ok, đây. Tôi vừa ấn X đây là góc nhìn nó không theo nhân vật. Sorry các bạn, tỷ số đang là 0-3 rồi. Đội bên này bắn, đội bên kia được thi đấu với đội Sina thì bắn sống chết luôn. Trong khi đó thì đội Sina cũng đang rất khó xử trong kèo thi đấu này. TMQ đang có một pha thi đấu khá hứa hình và chỉ còn lại một nửa lượng máu. Cảm ơn cái tình yêu đang tặng lửa trại chú biết thắng, cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn Ánh, cảm ơn bé Mẫn TV. Và đôi khi là ngày trên team ngày hôm nay đội hình Sina không giành được trận thắng, nhưng mà đến ngày thứ bảy thi đấu trận thi đấu chính thức thì đây lại là một trong những cái động lực khiến đội hình Sina thi đấu cẩn thận hơn. Trong khi đó thì đội hình Lê Bình đã có một kèo thi đấu thắng trong ngày hôm trước. Chắc chắn đây sẽ là round thắng dành cho đội hình của Sina rồi. TMQ đang đẩy vào 1-3 và một kèo thi đấu cực gắt luôn, rất khó. Chú thắng đẹp trai thế, cảm ơn cô Bảo nhé. Tỷ số hiện tại bây giờ đang là 1-3 rồi. Round thi đấu tiếp theo khu vực tháp đồng hồ. Ghê các bạn, kèo này ghê lắm luôn các bạn. Ghê đấy, đội hình Tuấn Anh là nó bắn xanh chín luôn mà. Giống như các bạn thôi, giống như các bạn khán giả thôi. Thì bên phía đội hình ở đầu bên kia, đội màu da cam họ sẽ bắn xanh chín luôn. Đấy, trong khi đó thì đội hình bên này, và các bạn nhắc lại cho các bạn, đây là trận thi đấu để trên team đội hình Sina đấy nhá, coi như là một trận thi đấu giao hữu thôi. Vâng, nốc 1 rồi. TMQ đang bắt đầu thi đấu đồ sát lên, nhưng một pha lao thẳng vào đội hình đối phương, đó là quyết định sai lầm. Ken PC móc máy bắn đá phải nằm xuống, ấp vào luôn đến từ Quỳnh Tà. Và cây lại đang yếu máu, và anh chàng kia đã được cứu. Ken PC đã phải nằm xuống rồi, Sina phải một mình đối đầu với ba người. 4-1, một pha mà TMQ đẩy vào hơi sai. Còn TMQ đẩy vào hơi, pha đấy hơi sai. TMQ bắn nốc rồi, TMQ không nên đẩy vào pha đấy, tại vì là một pha mà đẩy vào với 1/3 ba họng súng chĩa vào thì đỡ làm sao được. TMQ pha đấy vào hơi ảo tưởng sức mạnh đấy. Trận này Sina cũng tỉnh đòn lắm các bạn. Sina tỉnh đòn lắm, không muốn bung hết sức đâu, tại vì bung hết sức ra thì bây giờ tầm này mà đội hình Lê Bình mà xem lại trận này, xem hết chiến thuật đội Sina thì đội Sina dễ toàn. Thế là cứ kệ thôi, cứ bắn vừa được các bạn. Các bạn có thể thấy rằng khả năng thi đấu nó khác với cái hôm mà đội Sina thi đấu với kèo của Bốc Luxury. Thi đấu cứ cảm tưởng như là đang thi đấu khá là bình thường với chỉ tầm 70% khả năng thi đấu. Còn Sina bị kẹp rồi, móc máy rồi, nằm luôn Sina. Bây giờ là ba anh chàng này đang co cụ với nhau. Rồi, có cả one shot. Còn Quỳnh Tạ rất máu chiến, không thèm quấn máu luôn. Một mình Quỳnh Tạ vẫn đang còn sống. Trên như thế này nó mới lên tay này các bạn. 5-1 rồi. Còn gặp một team cực mạnh rồi các bạn. Team này bắn gắt thế nhở. Team này bắn gắt đấy. Các bạn không phải lo đâu. Một số bạn khán giả đang lo rằng là đội hình Sina bắn như này thì gặp đội hình Lê Bình thế này kia đúng không? Đấy là các bạn suy nghĩ còn đang chưa tính một cái nước xa. Cái nước xa hơn là nếu đội Sina bây giờ dùng hết sức để chỉ để thắng cái đội này nhá. Vì đội này chúng thứ nhất là bắn không có trọng tài, bắn không có sâu theo đúng luật. Tại vì anh còn đang thống nhất luật. Đấy. Thì họ bắn như này như kia chúng ta không biết đúng không? Vấn đề ở đây ấy, là đội hình Sina phải giữ bài để đến ngày hôm nay bắn đội hình Lê Bình. Còn đây bây giờ là bắn làm sao để cho nó ăn ý với phối hợp thôi. Đấy, chứ còn hôm nay thắng mà đến hôm nay thua ấy thì cũng không được cái gì cả đâu các bạn. Hôm nay thua nhưng đến hôm nay thắng mới là đẳng cấp. Đấy là cái suy nghĩ tầm xa các bạn, ta không nên suy nghĩ tầm gần các bạn. Vâng, nốc 1 rồi. Ui giời ơi, bên kia thằng Kalai bắn ghê đấy các bạn. Tại vì đầu bên kia, những cái bạn bắn ở đầu bên kia chúng ta không kiểm soát được. Chúng ta không có trọng tài, không biết rằng các bạn thi đấu như thế nào. Nên là chỉ là một trận giao hữu giao lưu thôi. Tất cả những trận thi đấu mà không được theo luật và không có bất kỳ một cái gì gọi là minh bạch, chúng ta sẽ chỉ coi là một trận thi đấu giao lưu. Thì các bạn phải biết rằng là trận thi đấu của Sina và Lê Bình có thể diễn ra được hay không ấy, thì chú Việt Thắng còn phải họp rất là dài mấy ngày rồi. Hiện tại bây giờ vẫn chưa chốt được luật để đưa ra làm sao cho nó công bằng nhất giữa hai đội tuyển. Phải là sâu cái này, sâu cái kia, quay cái này, quay cái kia. Đấy, nó nhiều cái đó các bạn. Kèo thi đấu danh dự mà. Thôi trận này các bạn đoán là thua 1-7 ấy, khả năng là đúng đấy. Nghĩ là nó không lật đâu các bạn. Nó lật mà tầm này có mà chơi hết sức cũng không lật được, tại vì bây giờ đang là 1-6 rồi.
Mỗi khi thắng một round thắng thôi. Round tiếp này. Con kèo thi đấu này cực gắt luôn các bạn. Đội hình trên team thôi nhưng mà bên phía kia bắn xanh chín luôn. Đội kia là họ không có cần biết rằng là trên team hay làm gì đâu, họ vào và chơi xanh chín luôn đấy. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Cảm ơn Nguyễn Anh, cảm ơn Trương Nhi, Nguyễn Bình, Mickey, Trần Ngọc Linh đã tặng lửa trại nhá. Cảm ơn Nguyên Nèo, Nhật Minh tặng lửa trại cho các bạn rất nhiều. Hay. Xử lý với team này cũng mệt luôn các bạn. Hay. Xử lý team này mệt luôn đấy. Ôi ôi, hay quá em ơi. Bên này thì Pan Limited đi rồi. Ui, hai bắn ảo ghê luôn đấy. Tên Quy vào em. Đừng khéo chưa. Ôi Tên Quy. Ôi Tên Quy. Ai 26. À, Tên Quy chạy pha vào bắn hơi sai đấy. Pha đến Tên Quy lọt kèo. Pha đến Tên Quy lọt kèo. Ghê các bạn. Cảm ơn Vương Chủ Đức, Cao Việt Hoàng. Cảm ơn bạn Dũng đang đi học. Trương Hảo đã tặng lửa trại nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hay các bạn. Tôi nghĩ rằng là tôi xem team nào là team mới thắng đấy các bạn. Các bạn tin không? Tôi xem team của Sina nhé. Bây giờ team Sina thắng 3-6 này. Thắng 3-6 này. Các bạn xem nhé. Các bạn cùng xem chiến thuật đội kia nào. Đội kia chỉ có trải người thôi, đội kia trải người thôi, đội Sina chiến thuật này. Đâu vẫn thằng rồi. Đâu vẫn thằng rồi. À nó đằng sau. À. Thằng trà đào nó đứng trong nhà làm gì vậy? Thần đồng toán học không ra bắn à? Cái này không có Skyler, bui kè này. Ai? Ai, ui giời ơi, cứ nhảy ra là toàn các bạn. Cứ nhảy ra thằng nào nó đi thằng đấy thôi. Tôi nói rồi, tôi nhìn góc máy ai là người ăn ngay. Bây giờ thì Kalai. Ôi giời ơi. Sina. Sina, sút. Ôi, không vào. Hoàng thế. Sina ơi. Sút, bây giờ không vào. Các bạn thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Độ tín của chú Việt thắng chưa? Đấy, không đùa đâu. Chú xem ai là người thắng ngay, nói rồi. Chú chỉ cần xem thôi là thắng ngay các bạn. Tín ngay, các bạn uy tín ngay. Trời ơi, uy tín luôn không? Uy tín ngay. À, mấy ông đấy tôi thấy toàn 71, bây giờ sau lại chuyển qua là 73 rồi. Và bây giờ sẽ là một bài thủ sân trên đến từ đội của Sina. Ôi, công phát lên luôn các bạn, đội bạn mua đồ. Mua đồ cũng là một trong những kỹ năng mà cần phải học. Mua nhanh các bạn. Sina, dẫn bóng. Sina sút, mất một. Wow, hay quá, 3-1 rồi. Vẫn là vị trí của Sina. Vâng, anh đang đảo chân. Vâng, Sina vẫn đang dè dắt bóng cực kỳ khéo léo và truyền qua vị trí của Quỳnh Tạ. Vâng, Quỳnh Tạ đánh đầu không vào. Vâng, vị trí của Trà Đào đã bị phạt rồi. Ra sân rồi, ăn một thẻ đỏ. Vâng, bây giờ thì chỉ còn lại là 3-4. Sina nằm rồi. Quỳnh Tạ và Ken BC đang xây đội bạn chưa ai nằm. Ken BC nằm luôn. Và Quỳnh Tạ đang cứu vị trí của Sina. Vâng. Toang rồi. Ui. Hay. Mình đọc một. Còn Quỳnh Tạ. Vâng. 7-3. Cho đấu lại tiếp kèo này đi các bạn.